tôi cho công an xuống gặp ông á thì ai gặp cũng được hả? nhưng mà anh không có lớn tiếng như vậy cái gì mình nói từ từ mình nói người ta tôi mua việc cho anh chỉ đạo hả? nha đó anh nói anh đi ban cũng vậy à hàng ba cũng lấy nhà hơn à cũng bỏ đó. trong ấy hơn cũng muốn hơn bây giờ đó mặt cái tôi à hả không phải không có lớn tiếng như vậy được người đàn ông tự xưng ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7 lớn tiếng ở siêu thị Chiều 29 tháng 8, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người đàn ông tự xưng là ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7, lớn tiếng chửi bới nhân viên an ninh tại siêu thị Ion City Mall Garden Plaza trên đường Tôn Giật Tiên, phường Tân Phong, quận 7. Người đàn ông lớn tiếng nói, tôi cho công an xuống gặp ông đó, tôi mua cho ban chỉ đạo quận 7 nha. Tuy nhiên, theo quy định hiện tại, siêu thị chỉ hỗ trợ bán gom đơn chung và bàn giao cho chính quyền địa phương sở tại. Khi bị nhân viên và bảo vệ ngăn cản, người đàn ông này còn đe dọa sẽ báo công an quận 7 và hỏi biết tôi không. Người đàn ông này liên tục chỉ tay, lớn tiếng với nhân viên trong siêu thị và nói, tôi cho công an xuống gặp ông. Bất chấp sự truy cản của bảo vệ và nhân viên siêu thị, người này tiếp tục vượt qua dây phong tỏa của siêu thị rồi đi vào trong, tiếp tục lớn tiếng dọa nạt. Trao đổi với phóng viên VTC News, ông Võ Khắc Thái, bí thư quận 7 khẳng định, người đàn ông xuất hiện trong clip không thuộc ban chỉ đạo phòng chống dịch quận 7. Qua xác minh ban đầu, người đàn ông trên chỉ có nhà ở quận 7. Hiện công an đang xác minh cụ thể và có báo cáo chi tiết. Chưa thể cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax ngừa COVID-19 Ngày 29 tháng 8, Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, phụ pháp chế, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế và đại diện Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia tổ chức họp để xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy đăng ký lưu hành vaccine Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học dược Nanogen đăng ký và sản xuất. Bộ phận thường trực của hội đồng tư vấn và các đơn vị liên quan rất khẩn trương, sát sao hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ trong thời gian sớm nhất theo đúng tinh thần cấp bách và quy trình cuốn chiếu. Hồ sơ xin cấp phép của doanh nghiệp trải qua 9 lần thẩm định ở các tiểu ban. Sau khi thẩm định và xem xét các thông tin, hội đồng tư vấn ghi nhận các kết quả đạt được của vaccine Nanocovax. Tuy nhiên, hội đồng tư vấn đề nghị doanh nghiệp tiếp tục bổ sung, làm rõ các nội dung thứ nhất về hồ sơ chất lượng hội đồng đề nghị doanh nghiệp bổ sung và cập nhật một số nội dung theo ý kiến của tiểu ban chất lượng theo hình thức cuốn chiếu thứ hai về hồ sơ dược lý và lâm sàng hội đồng tư vấn đề nghị bổ sung cập nhật thêm dữ liệu an toàn cho toàn bộ đối tượng đã được tiêm ít nhất một liều vaccine tới thời điểm hiện tại và giải thích rõ về các trường hợp sự cố bất lợi nghiêm trọng tới thời điểm hiện tại Bổ sung và cập nhật dữ liệu theo đề cương sửa đổi mới nhất được Hội đồng Đạo đức thông qua, bao gồm bổ sung cập nhật đánh giá tính sinh miễn dịch trên các biến chủng mới, ví dụ biến chủng Delta, biến chủng Anh, và cỡ mẫu đánh giá tính sinh miễn dịch cần thực hiện theo đúng đề cương nghiên cứu đã được thông qua. Hội đồng cũng đề nghị doanh nghiệp phối hợp với nhóm nghiên cứu để phân tích bàn luận về mối liên hệ giữa tính sinh miễn dịch của vaccine và hiệu quả bảo vệ tối thiểu 50% theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới WHO dựa trên các dữ liệu y văn. Đơn vị doanh nghiệp khẩn trương bổ sung, cập nhật các nội dung nêu trên, báo cáo hội đồng đạo đức và hội đồng tư vấn tiếp tục xem xét, thẩm định cuốn chiếu các kết quả nghiên cứu để có thể cấp giấy đăng ký lưu hành có điều kiện trong trường hợp cấp bách. Công ty Thiên Hương phản hồi về mì chứa ethylene oxide bị EU cảnh cáo. Liên quan đến vụ việc Liên minh châu Âu-EU cảnh báo sản phẩm mì khô vị bò gà chứa ethylene oxidase, Bộ Công Thương đã đề nghị Ban an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm của công ty Thiên Hương. Bộ cũng chỉ đạo cơ quan này khẩn trương lấy mẫu kiểm nghiệm chỉ tiêu ethylene oxidase đối với một số sản phẩm do công ty sản xuất đang lưu hành ở Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm mì khô vị bò gà. Doanh nghiệp cho biết đã gửi quy trình sản xuất sản phẩm nêu trên cho cơ quan quản lý. Đại diện công ty cũng cho biết rằng lô hàng mì khô vị bò gà đang bị thu hồi là sản phẩm gia công xuất khẩu theo đơn hàng đặt riêng của đối tác tại Na Uy. Công ty khẳng định toàn bộ sản phẩm được gia công nghiêm ngặt, không sử dụng ethylene oxide trong bất kỳ khâu nào. Ngoài việc cung cấp mẫu phẩm cho cơ quan quản lý, Thiên Hương đang kiểm tra sàng lọc, phân tích và đánh giá diện rộng ở tất cả các khâu nguyên liệu, thiết bị, quy trình gia công sản xuất. Công ty cũng sẽ kiểm chứng thông tin sản phẩm gia công tại thị trường Na Uy ngay sau khi tiếp nhận thông tin sản phẩm mì khô vị bò gà của công ty Thiên Hương chứa 0,052 mg trên kg ethylene oxide vi phạm chỉ thị số 91.414 EEC của EU, Bộ Công Thương lập tức yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về quy trình sản xuất để đánh giá sự xuất hiện chất ethylene oxide là chất không thuộc danh mục được quy định về giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm theo thông tư 50 2016 tt của Bộ Y tế ngoài sản phẩm mì khô vị bò gà, cơ quan quản lý tại châu Âu còn thu hồi hai sản phẩm mì ăn liền do cúc Việt Nam sản xuất có chứa ethylene oxide. Những địa phương nào miễn 100% học phí năm học 2021-2022, nhiều tỉnh thành ban hành chính sách hỗ trợ học phí giúp phụ huynh đỡ khó khăn, đồng thời động viên và khuyến khích học sinh trước thềm năm học mới 2021-2022. Ngày 27 tháng 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất miễn 100% học phí trong năm học 2021-2022 cho học sinh các trường công lập và ngoài công lập từ bậc mầm non đến trung học phổ thông, trừ các trường vốn đầu tư nước ngoài, dự kiến kinh phí khoảng 138 tỷ đồng. Số tiền này được lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch COVID-19 được quy định tại Nghị quyết 326 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ. Dự kiến hơn 222.000 trẻ em được hỗ trợ, trong đó bậc học mầm non là hơn 85.500 em, bậc tiểu học ngoài công lập là 3.500 học sinh, trung học cơ sở là hơn 92.000 học sinh và hơn 41.400 học sinh ở bậc trung học phổ thông. Trước đó vào ngày 12 tháng 8, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng thông qua tờ trình hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh trung học phổ thông năm học 2021-2022 do ảnh hưởng của COVID-19. Theo đó, mức hỗ trợ là 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021-2022 do Hội đồng Nhân dân thành phố quy định. Đối tượng áp dụng bao gồm trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài. Hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2021-2022, các đối tượng được miễn giảm học phí theo chính sách của Trung ương và thành phố. Kinh phí dự kiến hỗ trợ học phí là trên 87,4 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố bố trí cho ngành giáo dục và đào tạo năm 2021-2022. Cũng trong năm học 2021-2022, học sinh bậc trung học phổ thông ở Hải Phòng sẽ được miễn 100% học phí. Trước đó, vào năm học 2020-2021, địa phương này cũng miễn học phí cho học sinh mầm non và trung học cơ sở. Lộ trình này được thực hiện theo nghị quyết do Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng thông qua cuối năm 2019. Theo đó, học sinh có hộ khẩu đăng ký tạm trú hoặc xác nhận của công an sinh sống thực tế tại Hải Phòng đều được miễn học phí. Việc hỗ trợ theo số tháng thực học tại trường tối đa không quá 12 tháng trên một năm học đối với trẻ mầm non và không quá 9 tháng một năm học đối với tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên. Đây là mức hỗ trợ tất cả các gia đình có con trong độ tuổi đi học. Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng miễn học phí cho các cấp bậc học. Mới đây tại cuộc họp Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng cho biết, đã gửi tờ trình xem xét miễn học phí năm học 2021-2022. Theo ông Hiếu, nhằm chia sẻ khó khăn, giảm gánh nặng tài chính với phụ huynh do ảnh hưởng của Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn giảm học phí học kỳ 1 cho học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1,71 triệu học sinh từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, chưa tính hệ giáo dục thường xuyên. So với năm học trước, học sinh đã tăng thêm 31.000 người, trong đó khối trường công lập tăng 28.000 em. Sự kiến học sinh bậc tiểu học sẽ làm quen với việc học trực tuyến, tổ chức lớp vào ngày 8 tháng 9, ngày 19 tháng 9 chính thức bước vào chương trình năm học. Từ việc có thể làm cho người ta đổi đời trong chốc lát, 4 năm trở lại đây, cơn lốc giao dịch lan đột biến diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mà cơ quan chức năng liên tục có những cảnh báo, khuyến cáo, nhiều người vẫn bảo thủ, đâm đầu vào trò chơi đầy may rủi này. Trong tuyến bài đi tìm giá trị thực của Lan đột biến, phóng viên VTC News đã bắt gặp những câu chuyện giờ khóc giờ cười. Khóc vì đột quỵ trong vườn Lan đột biến, cười vì không còn nước mắt để khóc. Trở lại một huyện miền núi Nghệ An, chúng tôi bắt gặp những căn nhà ba tầng xếp lớp nối đuôi nhau trên quốc lộ 7. Trước đây những căn nhà này chỉ có hai tầng, thế nhưng nay lần lượt đội thêm một tầng đặc biệt, tầng trồng lan. Điều dễ dàng nhận ra là nhiều người ở đây đang trồng lan theo phong trào, nhà hàng xóm có, mình cũng phải có. Nhà hàng xóm có giỏ lan 100 triệu, mình phải dáng có được giỏ 200 triệu. Chính vì vậy, bây giờ gần như cả làng đồng loạt đột quỵ vì lan đột biến. Trong hàng chục trường hợp được chúng tôi lưu lại, phải kể đến trường hợp của anh DQG, ngụ huyện Con Cuông, Nghệ An. Năm 2019, anh G từng khẳng định đầu tư lan đột biến là đầu tư trí tuệ. Anh G cũng từ chối tiếp chúng tôi khi đặt nghi vấn là đột biến bị thổi giá quá cao tạo ra thị trường ảo. Thế nhưng hiện tại, sau 2 năm đầu tư lan đột biến, anh G đồng ý trò chuyện với chúng tôi với vai trò là một nạn nhân. Theo lời kể của anh G, đầu năm 2019, bắt nguồn từ việc anh T cùng quê Con Cuông nhưng đi làm ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm, trở về Con Cuông để mở rộng kinh doanh. Lúc này mọi người trong vùng đều trầm trồ khi thấy anh T đi xe sang nói chuyện bạc tỷ. Không lâu sau, anh Tê xây dựng hệ thống vườn lan rộng 100m2, đồng thời mở những cuộc bán kia, cây mầm con được tách ra từ cây mẹ, tại vườn với giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Từ đây, mọi người dì tay nhau, anh Tê thành đại gia là nhờ kinh doanh lan đột biến. Là một trong những người có cuộc ăn của để trong vùng nhờ kinh doanh điện máy, anh G khăn gói làm thân với anh Tê với mong muốn được chỉ cách làm giàu. Sau khi chứng kiến các cuộc giao dịch với núi tiền tại vườn lan của anh Tê, anh G lại càng khẳng định rằng mình đang đi đúng đường. Nói là Tê xúi tôi đi theo thì cũng không phải, thật ra nó chỉ phô ra những món hời, dễ ăn để tôi học theo thôi. Ban đầu tôi ngỏ ý đầu tư chung, nó còn từ chối, bảo là nhỡ không xuân sẻ lại mất tình anh em. Thế nên nó chỉ giới thiệu cho tôi các mối để tự liên hệ, anh G kê. Sau khi rút hết tiền gửi ngân hàng để làm khu vườn với hệ thống quạt gió, thoát nước, tưới tự động, anh G vay mượn thêm người thân 300 triệu đồng để mua cây giống và kia về trồng. Theo dự tính của anh G, nếu thuận lợi như Tê thì chỉ cần vài tháng là có thể bán và thu hồi lại gốc. Thế nhưng qua thăm vườn lan của anh G, T vẫn lắc đầu vì không có cây đột biến. T cho rằng các giao dịch khủng chỉ có lan đột biến mới tạo được. Từ đây anh G quyết định cầm cố ngân hàng để có tiền lùng sục lan đột biến. Thấy tôi đổ cả tỷ bạc nhưng chưa thu về được gì nên vợ tôi đâu có đồng ý cầm sổ đỏ ngân hàng. Nhưng lúc đó tôi làm căng quá, vợ tôi phải chấp nhận. Sở nghĩ lại cảnh vợ vừa khóc vừa ký tên thế chấp mà tôi thấy tội lỗi quá. Có tiền thế chấp, tôi mạnh bạo tham gia các livestream để mua lan theo kiểu số số. Người bán sẽ cầm một giỏ lan lên, ra giá, giá, ai đồng ý thì bình luận đặt mua. Giá giỏ lan này được người ta bán đảm bảo là chưa nở hoa, chắc chắn là cây đột biến. Anh G nói. Theo anh G, điều bất ngờ là tại các livestream đều có rất nhiều người bình luận đặt mua và liên tục nhiều người còn mạnh tay trả giá cao hơn giá người bán đưa ra. Dù vậy, phạm vi giao dịch cũng chỉ là những người trong hội nhóm. Cây có giá trị lớn nhỏ phụ thuộc rất nhiều do bán ra, từ hội nhóm nào, do ai chăm sóc. Nhiều lúc cây mình thấy đẹp, nhiều người cũng công nhận đẹp nhưng lại không ai mua. Mọi người đều ùa nhau trả tiền cho một cây được giao dịch nhiều lần. Cứ mỗi lần giao dịch thì giá lại lên. Chính cách thổi giá làm nên giá trị của cây chứ dường như chẳng liên quan gì đến đột biến. Hiện vườn tôi đang có một giỏ đột biến nằm cánh trắng, đợt đó tôi mua ở Hưng Nguyên với giá 200 triệu đồng, phải dành giật mãi mới mua được. Sau khi mua về thì chỉ có người liên hệ mua lại với giá 230 triệu mà tôi không bán vì nghĩ sẽ lên giá. Cứ thế nghĩ lướt sóng quá dễ dàng nên tôi đổi tiền tất tần tật vào các giỏ lan đột biến, anh G cho hay. Hiện các giỏ đột biến nằm cánh trắng của anh G vẫn trong vườn và chưa nở, chỉ có điều giá đã khác. Từ hàng trăm triệu đồng, giờ giao bán vài chục triệu không ai mua. Lý do là các giỏ này đã được nhân giống bằng cách nuôi cấy mô, tốc độ nhân giống nhanh theo cấp số nhân nên không còn hiếm. Sân gian nói đúng, tham thì thâm, tôi đang phải lãnh hậu quả của chính mình. Giờ vợ tôi ôm con về ngoại, tôi cũng không có tư cách gì để nấu kéo. Mọi người đừng thấy giao dịch tiền khủng mà ham, tất cả chỉ là ảo, làm màu rồi nên tiền ai lại về túi người đó. Chiêu này để câu mồi, tôi là một con mồi đã cắn câu, anh gờ thở dài. Có thể thấy, việc làm giàu lên chóng vánh, đổi đời nhờ lan đột biến thực tế chỉ là câu chuyện truyền miệng, không xác thực. Chỉ có một sự thật là danh sách những người bị lừa vì lan đột biến thì ngày một dày thêm. Tuyển Việt Nam đón tin vui trước trận gặp Ả Rập Xê Út Trong buổi tập thứ hai tại Ả Rập Xê Út, đội tuyển Việt Nam chào đón sự trở lại của Nguyễn Thành Trung, Trần Đình Trọng và Hà Đức Trinh. Những cầu thủ này gặp chấn thương trong giai đoạn tập huấn trong nước nhưng lúc này đã hoàn toàn bình phục để hướng tới trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó, sự trở lại của Đình Trọng Thành Trung là rất quan trọng ở thời điểm hiện tại. Bộ đôi này đã giúp huấn luyện viên Park Hang-seo có thêm lựa chọn ở hàng phòng ngự trong bối cảnh Đoàn Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng vắng mặt vì chấn thương. Trong buổi tập thứ hai, huấn luyện viên Park cũng tăng dần khối lượng tập luyện kỹ chiến thuật, củng cố khả năng tấn công và phòng ngự cùng các bài tập phối hợp nhóm. Đội tuyển Việt Nam còn khoảng 3 ngày tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu và đây là giai đoạn cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đội hình và lối chơi. Một vài vấn đề quan trọng khác mà ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam phải làm là giúp các cầu thủ làm quen với môi trường thi đấu nơi đất khách. Hiện tại, huấn luyện viên Park và các học trò vẫn chưa thích ứng hoàn toàn với sự tranh lệch múi giờ cũng như điều kiện thời tiết của vùng sa mạc. Vì vậy, nhờ chế độ sinh hoạt khoa học và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, trạng thái thể lực của các cầu thủ vẫn tốt. Đội tuyển Việt Nam bắt đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á bằng trận gặp Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9 tới. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ di chuyển về sân nhà để thi đấu với Australia vào ngày 7 tháng 9. Kinh khuyên thế lực từng chống lưng cho Triệu Vi và Ngô Diệp Phạm mạnh cỡ nào? Trong vài tháng ngắn ngủi, hai ngôi sao hàng đầu là Triệu Vi và Ngô Diệp Phạm và năm diễn viên mới nổi trường chết hạn lần lượt phải rời khỏi giới giải trí vì nằm trong danh sách những nghệ sĩ có đời tư không sạch, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Khán giả Trung Quốc cũng như những người yêu mến nền giải trí hoa ngữ tại Việt Nam nhanh chóng nhận ra điểm chung của ba ngôi sao trên. Cả ba đều liên quan đến Kinh Khuyên, một trong những đế chế lớn nhất showbiz Trung Quốc. Theo Sina, Triệu Vi thậm chí được xem là một trong những nhân vật chủ chốt của Kinh Khuyên. Đây được cho là nền tảng chống đỡ danh tiếng, cung cấp công việc cho các nghệ sĩ trên trong nhiều năm dù họ vướng phải scandal. Kinh Khuyên gồm Kinh trong Bắc Kinh và Khuyên có nghĩa là vòng tròn, tức là giới văn nghệ sĩ hoạt động tại Bắc Kinh nói về sự hình thành của kinh khuyên có ý kiến nhận định cộng đồng này xuất phát từ những tài năng nghệ thuật người gốc phương bắc hoặc tây nam trung quốc được hưởng chế độ đào tạo nghệ thuật của chính phủ sau đó đồng loạt chuyển tới sống và hoạt động tại bắc kinh giới văn nghệ sĩ tại bắc kinh dần phân hóa thành ba phần gồm nhóm các diễn viên của dạp hát nhân dân nghệ thuật bắc kinh gọi là nhân nghệ chuyên hoạt động ở mảng sân khấu nhóm nghệ sĩ thuộc xí nghiệp sản xuất điện ảnh bắc kinh được gọi là bắc ảnh đảm nhận hoạt động sản xuất phim điện ảnh và nhóm còn lại chính là kinh khuyên ngày nay chuyên trách mảng phim truyền hình. Dần dần về sau, các nhóm nghệ sĩ thuộc kinh khuyên cũng lấn sân sang làm điện ảnh và gặt hái được nhiều thành công vang dội, trong đó có Phùng Tiểu Cương. Tuy nhiên thế mạnh và nguồn nhân lực của kinh khuyên vẫn chủ yếu nằm ở mảng phim truyền hình phùng tiểu cương và những nghệ sĩ nhà sản xuất hàng đầu như trịnh hiểu long vương sóc khương văn vương trung quân vương trung lỗi hay còn gọi là hoa nhị huỳnh đệ triệu bảo cương cát ưu diệp đại ưng là những cái tên chủ lực gia nhập trong giai đoạn đầu và có tiếng nói trong kinh khuyên về sau một số diễn viên nổi tiếng như triệu vi từ tịnh lôi huỳnh hiểu minh bạch bách hà hứa tình cũng tham gia kinh khuyên bằng chứng rõ nhất cho vòng tròn quan hệ này là việc triệu vi từ tịnh lôi và bạch bách hà được các đạo diễn hay diễn viên gạo cội của kinh khuyên hết lòng nâng đỡ trong sự nghiệp phim ảnh trong khi đó huỳnh hiểu minh lại là cổ đông lớn của công ty hoa nghị huỳnh đệ theo sina theo thời gian mạng lưới quan hệ của kinh khuyên được mở rộng thêm nhờ sự gia nhập của những ngôi sao trên trần hồng vợ trần khải ca châu tấn trần khôn vợ chồng đặng siêu tôn lệ vương lạc đan văn trương lý dịch phong được cho là đã nối gót Triệu Vi và Huỳnh Hiểu Minh gia nhập Kinh Khuyên. Ngoài ra còn một số nghệ sĩ nổi tiếng cũng có quan hệ mật thiết tới vòng tròn trên như Vương Phi, Na Anh. Nhìn vào những nhân vật nổi tiếng và vai vế trong ngành giải trí trên, có thể thấy vị thế và sức ảnh hưởng của Kinh Khuyên tới lĩnh vực phim truyền hình nói riêng và ngành giải trí hoàng ngữ nói chung. Đây cũng là lý do khiến khán giả tin rằng Kinh Khuyên đã dùng quyền lực nội bộ để bao che cho những tên tuổi liên tục phạm phải scandal như Triệu Vi, Từ Tịnh Lôi, Bạch Bách Hà hay Văn Trương. Trước khi vướng tài tiếng ngoại tình, Bạch Bách Hà được xếp vào hàng ngũ ngôi sao thực lực, từng giành giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 31 năm 2012 với bộ phim 33 Ngày Thất Tình. 33 Ngày Thất Tình là tác phẩm do Hoa Nghị Huỳnh Đệ sản xuất, nam chính là Văn Trương. Các tác phẩm gây tiếng vàng khác của cô như hợp đồng chia tay, 5 năm bị đánh cắp, chóc yêu ký đều do kinh khuyên đứng sau từ tịnh lôi vốn là bạn gái cũ của vương sóc tên tuổi trụ cột trong kinh khuyên cô được các tên tuổi hàng đầu nâng đỡ sự nghiệp ngay từ buổi đầu gia nhập làng giải trí thậm chí khi nữ diễn viên họ từ lấn sân sang lĩnh vực đạo diễn với cha và tôi diệp đại ưng cũng giúp đỡ cô bằng cách đảm nhận vai nam chính phim tiếp theo do cô làm biên kịch kiêm đạo diễn là lá thư từ người đàn bà lạ mặt thì khương văn thay mặt cho cộng đồng kinh khuyên đã góp mặt với vai trò diễn viên chính hay khi quyết định quay lại sự nghiệp diễn xuất, chính bạn trai cũ là nhà văn kiêm đạo diễn Vương Sóc đã tự tay viết kịch bản phim cho cô. Các thành viên chủ chốt của Kinh Khuyên có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, cùng tiến cùng lùi trong ngành giải trí. Thậm chí nếu một thành viên có xích mích quan hệ không tốt với một ai ngoài vòng tròn, những tên tuổi còn lại trong Kinh Khuyên cũng sẽ cắt đứt quan hệ hoặc trực tiếp công kích người này. Đây được cho là lý do Phạm Văng Băng không thể gia nhập Kinh Khuyên vì nữ diễn viên nổi tiếng có quan hệ bất hòa với Từ Tĩnh Lôi và mối quan hệ cùng tiến cùng lùi của Kinh Khuyên cũng là nguyên nhân mà Từ Tĩnh Lôi từng hợp tác với tất cả các đạo diễn lớn nhất của Trung Quốc, trừ Trương Nghệ Mưu, người không được lòng các thành viên của Kinh Khuyên. Thậm chí khi Trương Nghệ Mưu bắt tay vào sản xuất bộ phim Anh Hùng, Lý Liên Kiệt, Trương Tử Di, Trương Mạn Ngọc đóng chính vào năm 2001, Kinh Khuyên cũng nhanh chóng sắp xếp ekip sản xuất bộ phim cạnh tranh có tên là Thiên Hạ Anh Hùng thiên hạ anh hùng cũng là cơ duyên giúp triệu vi gia nhập kinh khuyên cô chính là nữ chính của thiên hạ anh hùng do đạo diễn hà bình lựa chọn nam chính của bộ phim là khương văn một nhân vật quan trọng của kinh khuyên sau scandal mặc váy nhạy cảm cũng chính kinh khuyên là đơn vị đã đưa triệu vi trở lại với thị trường phim ảnh khi cho cô đóng vai chính trong bộ phim có tên trà xanh của đạo diễn trường nguyên nam chính bộ phim trà xanh vẫn là khương văn huỳnh hiểu minh là bạn thân nhiều năm của triệu vi đồng thời là cổ đông của hoàng nghị huỳnh đệ sau đó cũng nằm trong vòng tròn hưởng lợi ích của kinh khuyên Vợ của nam diễn viên là Angela Baby cũng thường được chọn đóng chính nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh có dàn diễn viên nổi tiếng và có kinh phí lớn nhờ sức ảnh hưởng của cộng đồng văn nghệ sĩ Bắc Kinh trên. Thực tế, đây chính là cách kinh khuyên mở rộng mạng lưới ở giai đoạn sau năm 2010. Mỗi nghệ sĩ trong cộng đồng này lại giới thiệu và dẫn dắt người quen hoặc học trò gia nhập. Chẳng hạn Huỳnh Hiểu Minh giúp vợ là Angela Baby, Trần Hồng đưa con trai là Trần Phi Vũ gia nhập kinh khuyên, Quan hiệu đồng có quan hệ nội bộ ngành nghệ thuật của gia đình ngay cả Trịnh sản cũng từng cố gắng thiết lập mối quan hệ để gia nhập kinh khuyên. Cuối năm 2019, cô được trông thấy cùng đi ăn với Phùng Tiểu Cương, Trường Quốc Lập. Nữ diễn viên cũng tham gia bữa tiệc riêng của kinh khuyên, đứng trò chuyện vui vẻ cùng Đặng Tiệp, vợ nam diễn viên Trường Quốc Lập và cũng là một thành viên của kinh khuyên. Tuy nhiên, cô đã vướng phải scandal mang thai hộ, phải giải nghệ trước khi kịp góp mặt trong một tác phẩm của giới văn nghệ Bắc Kinh. Hai minh tinh có chỗ đứng lớn nhất trong Kinh Khuyên là Từ Tịnh Lôi và Triệu Vi cũng tự tay nâng đỡ thế hệ mới gia nhập Kinh Khuyên. Từ Tịnh Lôi chính là người đứng sau thành công của Ngô Diệp Phàm giúp cựu thành viên EXO trở thành ngôi sao hàng đầu sau khi rời nhóm, trở về Trung Quốc. Nàng hoa đán họ Từ đã giao vai chính phim điện ảnh nơi chỉ chúng ta biết do cô là đạo diễn cho Ngô Diệp Phàm đóng, đưa anh gia nhập giới phim ảnh loạt scandal liên tiếp của nghệ sĩ liên quan mật thiết tới kinh khuyên khiến khán giả trung quốc đặt ra câu hỏi rằng phải chăng vòng tròn quan hệ của giới văn nghệ bắc kinh đã bắt đầu lung lay